Hello các bạn, mình là Chuối, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Sau một năm đọc được kha khá những cuốn sách, và ngày hôm nay thì mình sẽ review 6 cuốn sách mà mình thích nhất trong năm 2022. Và mình nghĩ rằng đây là những cái cuốn sách mà các bạn nhất định phải đọc cho năm 2023 tới. Ok, giờ thì hãy cùng mình bắt đầu nhé. Dây và cuốn sách đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đó chính là cuốn The One Thing, điều ý nghĩa nhất trong từng khoảnh khắc cuộc đời. Đây là một cái cuốn sách mà mình được một chị trên Instagram recommend cho mình. Trong cuốn sách này thì tác giả sẽ hướng dẫn các bạn tìm ra chính xác điều quan trọng nhất để thực hiện mỗi ngày và tránh lãng phí thời gian vào những điều vô nghĩa không mang lại giá trị. Khi mà mình đọc cuốn sách này á, thì mình đã nhận ra một điều, đó là trước giờ bản thân mình ôm dồn quá là nhiều công việc, dẫn đến là không có công việc nào mà mình thực sự tập trung 100% cho nó, và dẫn đến công việc nào của mình cũng dang dở cả. Thì mình cũng áp dụng những cái bài tập mà tác giả nêu ra trong đây và áp dụng vào thực tế, thì mình bắt đầu chắt lọc những cái công việc quan trọng với mình và tập trung vào những cái công việc đó, để mà mình sẽ không bị phân tán những cái khoảng thời gian cho những cái công việc không thực sự quan trọng trong cái cuộc sống của mình. Mình sẽ đọc cho các bạn hai cái trích dẫn mà mình thích nhất trong cái cuốn sách này nha. Trích dẫn đầu tiên đó chính là: thành công rất đơn giản là làm những gì đúng đắn, theo đúng cách và vào đúng thời điểm. Còn trích dẫn thứ hai: mọi người không quyết định tương lai của họ, họ quyết định thói quen và thói quen đó quyết định tương lai của họ. Cái này sẽ phần nào giúp bạn tăng sự tập trung tối đa vào trong công việc lẫn học tập và xác định được những cái điều mà thực sự quan trọng đối với bạn và tập trung vào nó. Hay có thể hiểu nôm na đó là chất lượng hơn số lượng. Vậy điều quan trọng nhất của bạn là gì? Hãy thử đọc cuốn sách này nha và khám phá nó. Và cuốn sách thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đó chính là cuốn Yêu những điều không hoàn hảo của tác giả Hemin. Ngẫm lại cuộc sống của chính mình, ta sẽ nhận thấy rất nhiều điều không hoàn hảo. Trước hết, chỉ nhìn vào bản thân mình thôi, ta đã cảm nhận được nhiều thiếu sót rồi. Lời nói và hành động mâu thuẫn với nhau về trong những mối quan hệ xã hội, chuyện học hành, công việc không suôn sẻ như ý muốn. Chưa kể đôi khi ta còn khiến người khác tổn thương, thậm chí còn làm những việc khiến bản thân mình cảm thấy tội lỗi và hối hận. Và khi nhìn vào những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, ta cũng nhận thấy những điều không hoàn hảo tương tự như vậy. Nhưng dù đang sống giữa thế gian đầy rẫy những điều không hoàn hảo, ta vẫn không thể ngừng yêu thương chính những điều không hoàn hảo ấy. Cuộc sống rất đáng để trân trọng. Ta không thể phí hoài cuộc sống vào việc mỉa mai hay căm ghét thứ gì đó chỉ vì không thể hiểu được nó hoặc nó không vừa ý ta. Đây là một cái cuốn sách mà khi càng đọc á, thì mình càng cảm thấy rất là nhẹ nhàng với những cái câu từ rất là đơn giản cũng như là chân thành của tác giả. Khi mà mình đọc á, mình cảm giác có một cái khoảng lặng, mình nhìn nhận những cái cảm xúc, những cái thiếu sót của bản thân mình, học cách chấp nhận cái bản thể của bản thân mình và yêu bản thân mình nhiều hơn. Có một cái câu nói mà mình cảm thấy rất là hay trong cái cuốn sách này, đó là khi mà bạn biết trân trọng bản thân ấy, thì thế gian cũng sẽ bắt đầu trân trọng bạn. Nếu như bạn đang cảm thấy mệt mỏi và quá sức với những kỳ vọng và mục tiêu của cuộc sống, nếu như bạn đang tự trách mình kém cỏi vì những thất bại, nếu bạn muốn học cách yêu thương bản thân và cuộc sống nhiều hơn, thì đây là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách thứ ba mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đó chính là cuốn Nhà giả kim của tác giả Paulo Coelho. Trong cuốn sách này thì kể về câu chuyện của một anh chàng chăn cừu tên là Santiago, với hành trình biến giấc mơ trở thành sự thật. Và để thực hiện được giấc mơ của mình thì anh ấy đã trải qua rất là nhiều khó khăn và thử thách, đến nỗi mà anh ấy phải bán luôn cả đàn cừu và ôm giấc mộng đi tìm kho báu ở sa mạc. Thông qua cái cuốn sách Nhà giả kim thì tác giả mong muốn gửi gắm một cái thông điệp đến với người đọc, đó chính là trên hành trình theo đuổi ước mơ thì chắc chắn sẽ không trải đầy hoa. Bạn hãy dũng cảm để theo đuổi ước mơ đó và đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy nói với trái tim mình rằng nỗi sợ đau đớn còn tồi tệ hơn đau đớn, và hãy vượt ra khỏi mọi rào cản để theo đuổi ước mơ cũng như là mục tiêu của bản thân mình. Và cuốn sách thứ tư mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đó chính là cuốn sách Sức mạnh của thói quen của tác giả Che Soo Hyun, thì bao gồm có 9 chương. Cuốn sách này thì sẽ giải thích tầm quan trọng của việc sử dụng thói quen trong cuộc sống hàng ngày và những cái thói quen này chính xác được hình thành như thế nào thông qua những cái nghiên cứu. Dạo gần đây mình rất là thích đọc những cái cuốn
sách mà nó có những cái nội dung về nghiên cứu để giúp mình hiểu rõ bản chất của vấn đề. Ngoài ra thì trong cái cuốn sách này mình đã học được một phương pháp rất là hay mà tác giả đã nêu ra, đó chính là phương pháp vòng lặp thói quen. Đó là cái việc mà bạn sẽ đưa ra gợi ý, sau đó là bắt đầu hành động và nhận phần thưởng khi mà bạn hành động. Mình sẽ tạo ra cái phần thưởng khi mà mình muốn duy trì cái thói quen tập thể dục, đó là mình sẽ muốn có một cái thân hình đẹp, mình muốn có một cái thân hình khỏe mạnh, thì đó là cái phần thưởng cho cái thói quen của mình. Sau đó thì mình sẽ thiết lập cái gợi ý cho cái thói quen đó, đó là mình sẽ chuẩn bị đồ sẵn, đồ tập và giày tập trước. Sáng hôm sau là mình sẽ hành động. Cái sự mong muốn và cái thèm muốn là một cái yếu tố để mà quyết định việc bạn duy trì được cái thói quen đó hay không. Và đây là cái cuốn sách Sức mạnh của thói quen. Và cuốn sách thứ 5 mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay, Thay đổi tí hơn, hiệu quả bất ngờ, của tác giả Sam Clear. Đây là cái cuốn sách mà mình đã giới thiệu lần thứ 2 trên kênh YouTube của mình, và mình đã giới thiệu N lần trong cái kênh TikTok của mình. Vì cái cuốn sách này mình cảm thấy nó thật sự rất rất là hay. Thì tác giả Sam Clear đã tập trung trình bày những cái nguyên tắc để các bạn tạo dựng cũng như là xây dựng được những cái thói quen tốt và loại bỏ những cái thói quen xấu trong cuộc sống. Một thay đổi tí hơn có thể biến đổi cuộc đời bạn không? Hẳn là khó đồng ý với điều đó, nhưng nếu bạn thay đổi thêm một chút nữa thôi, rồi thêm một chút nữa, đến một lúc nào đó bạn phải công nhận rằng cuộc sống của mình đã chuyển biến nhờ vào một thay đổi nhỏ. Và đó chính là sức mạnh của thói quen nguyên tử. Nếu bạn có thể tốt hơn 1% mỗi ngày trong vòng 1 năm, thì bạn sẽ có kết cục tốt hơn 37 lần khi hoàn thành. Và cuốn sách cuối cùng trong series 6 cuốn sách mà mình thích nhất trong năm 2022 chính là cuốn sách Cây cam ngọt của tôi. Cuốn sách kể về một câu chuyện rất là cảm động về một cậu bé tên là Zezé, sinh sống ở một xóm nghèo ở Brazil. Và cậu bé trong câu chuyện này phải trải qua rất là nhiều tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần trong khi cậu chỉ mới 6 tuổi. Sau khi đọc xong cuốn sách này thì mình cảm giác như là mình có một cái khoảng lặng trong cái suy nghĩ của bản thân mình. Mình nghĩ rằng là mỗi người sẽ có mỗi cái trải nghiệm và cảm nhận khác nhau về cuốn sách, nhưng mà đối với bản thân mình thì mình cảm thấy thực sự rất là thích cuốn sách này. Và khi mà mình đọc nó thì mình đã đọc một lèo hết luôn cả cuốn sách, và mình đã có review cái cuốn sách này trên TikTok của mình, và cái clip đó đã lên xu hướng. Thì ngày hôm nay một lần nữa mình cũng rất là recommend cũng như là giới thiệu cái cuốn sách này đến với các bạn trong cái tập YouTube này. Vậy là mình đã điểm qua 6 cuốn sách mà mình thích nhất trong năm 2022 cho các bạn. Và mình hy vọng rằng chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cái thói quen đọc sách, duy trì cái việc đọc sách mỗi ngày thông qua một quá trình đọc rất là nhiều sách. Và mình đã chọn lọc ra được 6 cuốn sách mà mình thích nhất trong năm 2022 để mà giới thiệu cũng như là recommend cho các bạn. Còn các bạn thì sao? Hãy cho mình biết những cái cuốn sách mà các bạn thích nhất trong năm 2022 này nha. Comment xuống phía dưới cho mình biết với nha. Và video của mình đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi đến giờ phút này. Và xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những chiếc video lần sau. Bye bye.